Phương Vi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị độc giả và khán giả của Báo Thanh Niên nhé. À, có không giữ mất đường tìm. Thế nhưng tôi vẫn buồn nhưng không là có không giữ mất đường tìm. Vậy có được tính không ta? Ok. Trời ơi. Trí nhớ não cá vàng nữa, người ơi. Ok, bài này. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ, ngày buồn lại mang tình đi mất. Bên trên tầng lầu. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo em ơi đừng ta 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 ta. Đã sâu trong màu mắt đi TV đó. Cũng được tính ha. Yêu em dài lâu. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về bỗng như lòng ngày chưa giông bão. Ôi thôi, quên mất rồi. Áp lực thời gian là làm cho mình rối lên không nhớ nổi. Hả? Em về tinh khôi bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thay mất. Làn môi ơi, đừng quá run lỡ tia nắng. Đừng hỏi em bó tay luôn. Đúng là đừng hỏi Vi rồi. Xí tình tán 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 tính cũng được luôn hả? Thuộc mà. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Ở trong đó thì có bài đừng hỏi em là Vi không biết. Yeah, dạ đó rồi. Vi còn nhớ rất là rõ là cái thời điểm sau khi mà mình chiến thắng cuộc thi Việt Nam Idol thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin khác nhau. Có một cái số lượng lớn người ủng hộ, nhưng mà bên cạnh đó cũng có số lượng lớn những cái người mà không đồng tình với cái việc mà mình chiến thắng cuộc thi Việt Nam Idol. Và gọi Vi còn nhớ một cái tờ báo đã gọi Vi là Phương Vi, Việt Nam Idol là một chiếc áo quá rộng. Lúc đó thì mình cũng, tại vì mình cũng mới bước chân vô nghề mà trước đó mình chưa bao giờ tham gia hoạt động nhiều trong trong cái lĩnh vực nghệ thuật, cho nên mình cũng sốc lắm. Rất là sốc, rất là buồn và cũng rất là hoang mang. Tại vì bản thân mình thì mình biết mình đã cố gắng hết sức cho cuộc thi rồi, không biết phải làm gì hơn để chiếc áo đó vừa vặn nữa. Nhưng mà theo thời gian thì Vi cảm thấy đó là một cái tựa bài rất là hay. Có thể là chiếc áo lúc đó rộng nhưng mà nó giúp cho Vi có thể vẫy vùng được trong chiếc áo đó. Nó làm cho Vi cảm thấy rất là thoải mái. Và theo thời gian á thì mình lớn lên, mình vừa vặn với chiếc áo đó hơn. Và sau này thì Vi nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn, những cái comment của khán giả. Thì khán giả gửi một cái tin nhắn như thế này: Phương Vi thật sự xứng đáng là một quán quân đầu tiên của cuộc thi Việt Nam Idol, một sự xứng đáng tuyệt đối. Cho nên điều đó làm Vi cảm thấy rất là vui. Quý vị biết không, tại vì Vi theo cái nghề này cũng là 15 năm rồi, kể từ cái ngày mà mình chiến thắng cuộc thi Việt Nam Idol đó. Thì những cái thời điểm mà đỉnh cao của mình á nhiều lắm, mình qua rất là nhiều những cái đỉnh rồi. Cho nên có những cái thời điểm mà mình nghĩ là mình nên dành thời gian cho bản thân mình, cho gia đình mình nhiều hơn. Cho nên lý do đó mà quý vị có thể thấy là Vi thoát ẩn thoát hiện là như vậy. Cho nên là nếu mà nói flop thì không thể nào được, đúng không? Tại vì Vi đã từng gọi là xuất hiện ở trong những cái chương trình rất là lớn và được hát cùng, đứng chung sân khấu với những cái người nghệ sĩ rất là lớn. Và hầu hết ở những cái năm trước đây ấy, khi mà bất kỳ một chương trình nào có người nghệ sĩ nước ngoài nào về đây ấy, thì Vi cũng là cái tên đầu tiên và luôn được ứng cử để hát cùng với những người nghệ sĩ đó. Cho nên Vi không nghĩ là mình flop chút nào hết. Chỉ là đôi lúc mình lùi lại chút xíu, tại vì mình còn có thể gia đình đó mà. Vi dù gì cũng là một người phụ nữ và Vi muốn là bên cạnh một cái sự nghiệp vẻ vang thì mình cũng phải có một cái chỗ dựa vững chắc, đó chính là gia đình. Cho nên là Vi muốn có được cái sự cân bằng trong đời sống của mình. Theo thời gian thì Vi chững chạc hơn và Vi có suy nghĩ như thế này: cuộc đời của con người ai cũng sẽ giống như là một cái đợt sóng vậy ạ. Có lúc lên thì sẽ có lúc xuống. Cho nên chắc chắn là khi mình lúc xuống là những cái lúc mà mình nên thu lại, học tập, suy nghĩ và mình dành cái thời gian đó để tu luyện nhiều hơn, để mình đón cái đợt sóng tiếp theo của mình thôi. Chứ không bao giờ là một cái sự thu mình lại mà mãi mãi cả. Cho nên là không có gì phải tủi thân hết. Hãy chờ đợt sóng tiếp theo của Vi nha. Phải nói là Việt Nam Idol cũng đã lâu lắm rồi mới quay trở lại Việt Nam.
hình như cũng mất mấy năm. Cho nên là một cái điều rất là hay ở Vietnam Idol năm nay đó chính là bấy nhiêu đó năm không có cuộc thi âm nhạc nào cả, cho nên rất là nhiều những cái tài năng âm nhạc chờ được tỏa sáng. Họ gọi là bắt sóng chương trình và họ tham gia chương trình, cho nên là từ cái vị trí của người ban giám khảo, vòng sơ khảo thì Vi có thể thấy được là năm nay dàn thí sinh rất là chiến luôn, tại vì quá nhiều những cái tài năng mà họ chờ đợi bấy nhiêu năm vừa rồi, họ không có cái chỗ để show diễn cái tài năng của họ thì họ tập trung đều hết ở cái sân khấu này, cho nên là chắc chắn năm nay là một cái năm phải nói là gay go đối với những cái tài năng đó, tại vì cái sự gọi là cạnh tranh sẽ rất là khốc liệt. Vi nghĩ là với cái dàn giám khảo năm nay của mình á, với chị Mỹ Tâm nè, anh Quang Dũng rồi anh Huy Tuấn, thì chắc chắn là họ biết được cái viên ngọc nào có thể tỏa sáng được sau chương trình. Quý vị biết không, tại vì không thể một cái giọng hát hay nó chưa đủ là một cái tiêu chí để có thể trở thành ngôi sao, mà cái chương trình này là để không chỉ là tìm được người chiến thắng mà tìm được một cái ngôi sao, một cái idol cho giới trẻ. Cho nên chắc chắn là ba vị giám khảo gọi là sư phụ của sư phụ đó chắc chắn sẽ tìm ra được một cái nhân tố mà họ tin là có thể trở thành một cái ngôi sao đáng giá sau cái cuộc thi này, chứ không chỉ là một giọng hát hay. Cho nên là để trở thành một ngôi sao thì quý vị biết đó, ngoài cái giọng hát nó cần rất là nhiều yếu tố phụ trợ xung quanh đó nữa. Cho nên là Vi tin vào ba vị ban giám khảo năm nay của mình. Ngày hôm đó chị chấm là cũng phải cả ngàn thí sinh đó, cho nên là không nhớ hết được tên, nhưng mà nếu mà nhìn mặt thì mình có thể nhớ được những cái bài hát mà họ đã hát, tại vì cái sự ấn tượng nó rất là lớn. Thì vừa rồi, những cái vòng vừa rồi thì chị có thấy một cái tên, một cái giọng hát, cái cá tính rất là nổi bật trong cái dàn thí sinh đó là Hà Minh. Rất là thích cái phong cách của cô gái này. Một cái người để mà trở thành một cái ngôi sao đối với công chúng nó cần rất là nhiều yếu tố. Chỉ có một điều này chị muốn tâm sự với tất cả các bạn mà có cái cá tính rất là đặc biệt, có giọng hát rất là đặc biệt mà mình không thể nào vào được vòng trong, thì mình cũng đừng có buồn quá. Tại vì Vi nghĩ là mình cũng nên cảm ơn chương trình, tại vì đã cho mình một cái cơ hội để có thể show ra cái sự đặc biệt của mình đó với công chúng. Cái điều chứng tỏ là công chúng vẫn đang tiếc nuối cái giọng hát của các bạn, đúng không? Cho nên là chắc chắn chương trình đã tạo ra một cái điểm sáng cho mình rồi, thì hãy sử dụng cái điểm sáng đó và hãy tiếp tục hoạt động nghệ thuật và đừng bao giờ từ bỏ nha. Đúng thật là có những cái hiện tượng nổi lên do truyền thông, cái sự gọi là boost của truyền thông giúp cho họ nổi lên một cái cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà các bạn hãy tin đi, thời gian nó sẽ chứng minh hết tất cả. Qua thời gian nó sẽ chứng minh cái viên ngọc nào thật sự có thể được mài dũa để trở thành kim cương. Cho nên là cái việc đó, cái việc mà boost lên của truyền thông đó, nó vẫn phải trải qua cái cuộc kiểm tra của quý vị khán giả qua những cái năm tháng sau này. Cho nên là chắc chắn là nếu như mà có tài năng thật sự thì bạn sẽ trụ vững ở vị trí đó, nhưng mà nếu không có tài năng thì chắc chắn là sẽ, người ta gọi là bạo phát bạo tàn đó. Chớm lên thì cũng sẽ chớm xuống thôi. Cho nên là cái sự kiểm tra của quý vị khán giả đó, cái quyền kiểm tra của quý vị khán giả nó rất là quan trọng. Chị nghĩ là giới trẻ sống ở giữa thời đại này có rất là nhiều cái may mắn và có rất nhiều những cái điểm mà hơn so với tụi chị ở cái thời đại trước. Tại vì các em có được một cái cơ hội, có một cái công cụ để có thể mang cái tài năng của mình đến với công chúng một cách dễ dàng nhất. Đó là một cái điều may mắn, đó là một cái điều dễ dàng. Và chị nghĩ là nó cũng nên thôi. Tại vì nhiều khi có những cái tài năng gọi là họ chưa được trui rèn qua trường lớp, nhưng mà thật sự đó cũng là cái tài năng đó. Cho nên là có khi sau cái sự nổi tiếng đó, họ nếu mà họ biết được họ muốn đi theo cái con đường dài sau này thì họ sẽ đi học nè, họ đi trui rèn thêm cho cái năng lực của mình, thì nó chắc chắn họ sẽ đi được con đường dài thôi. Còn cái việc kỹ thuật hay là không kỹ thuật thì nó tùy thuộc vào tay của khán giả nữa. Cho nên là đối với chị là âm nhạc thì nó rất vô chừng, mình sẽ không bao giờ biết được là khán giả mong muốn gì đâu. Cho nên là mình có cái gì thì hãy cứ show ra hết cho khán giả đi, và chắc chắn sẽ có người đón nhận điều đó. Không, chị bơi rất là thoải mái, tại vì chị không có bơi theo cái trend. Đối với chị thì chị không cố gắng chạy theo trend, tại vì chị vẫn luôn muốn là giữ cái giá trị của mình, vẫn luôn muốn theo cái dòng nhạc mà mình yêu thích, và vẫn luôn theo đuổi cái điều đó, và mong là những cái người mà đã yêu thích mình họ sẽ vẫn kiên trì theo dõi mình vậy thôi, chứ chị cũng không có đu theo trend, cho nên không có thấy mệt mỏi. Thật ra chị nói làn sóng vậy thôi chứ nhiều khi nó chỉ lăn tăn thôi em ơi, nhưng mà tại vì mình yêu âm nhạc mà,
Cho nên mình theo cái con đường đó, mình không có toan tính gì cả, mình chỉ hát và mong quý vị khán giả sẽ đón nhận nó thôi, chứ cũng không dám đau to búa lớn lắm đâu. Vẫn có những cái lớp khán giả họ vẫn yêu thích những cái giá trị cũ của những cái người nghệ sĩ đó. Và chị nghĩ là mỗi cái thời đại nó sẽ có một cái làn gió mới trong âm nhạc, mà ở đó thì chắc chắn là sẽ có những cái vị khán giả trẻ sẽ yêu thích những cái idol trẻ, và vẫn có những cái giá trị cũ mà mọi người vẫn luôn muốn giữ. Cho nên là tất cả nó sẽ thay đổi theo thời gian thôi, và mình phải chấp nhận một cái quy luật, đó là tre già thì măng mọc.